bào chữa cho thân chủ, tôi rất lo lắng nếu như mình bị đau đầu. Lúc bị sốt và đau đầu, tôi muốn mau chóng bình phục, do đó tôi dùng Panadol viên sủi. Panadol viên sủi chứa paracetamol, nhanh chóng giảm đau và hạ sốt với vị chanh tươi mát. Thân chủ trông đợi rất nhiều luật sư, vì thế tôi phải cân nhắc từng tình tiết và không được lãng phí thời gian quý báu của mình. Panadol viên sủi nhanh chóng giảm đau và hạ sốt. Không dùng Panadol cho người suy gan nặng hoặc dị ứng với paracetamol. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.